này đã lỡ yêu em từ bao lâu. Người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng, liệu rằng anh biết thì muốn nói nhớ em được không em. Chờ hồi âm dẫu bao lâu cũng không sao. Mấy anh nói xinh đẹp tuyệt vời,
đẹp tuyệt vời. Muốn theo em đi đến chân trời, lắng nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em. Đến nơi nào anh sẽ gặp nàng? Nồng nàn cùng em mãi sánh ngôi, anh sẽ
Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học, có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả. Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi. Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học, có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả. Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi. Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học, có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả. Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi. Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học, có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả. Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi. Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học, có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả.
Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi. Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học, có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả. Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi. Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học, có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả. Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi. Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học, có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả. Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi. Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học, có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả. Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi. Cười ngất bài văn tả bố của học sinh tiểu học,
có sức mạnh như siêu nhân nhưng vẫn phải sợ thế lực này. Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả. Dưới sự quan sát của bạn nhỏ này, hình ảnh người bố hiện lên là một tấm gương vô cùng chăm chỉ, có sức mạnh của siêu nhân, thậm chí còn xứng đáng là ông bố quốc dân. Thế nhưng, dù bố có tuyệt vời là thế, vẫn bị người mẹ chê bai không thương tiếc. Nguyên văn bài văn như sau: bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chu nhà vệ sinh, bồng em bé, rồi lại lọi mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng, mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi bốn cái miệng ăn. Bố hiền lắm, chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm. Sau khi bài văn được chia sẻ, đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn nhỏ này. Đọc xong tác phẩm trên, chắc giáo viên chỉ biết phì cười, còn ông bố thì ngượng chín mặt mà thôi.